Từ sáng nay, 1,7 triệu người dân của thành phố Auckland được tự do ra khỏi nhà để đi làm, mua sắm và giải trí, nhưng không được tụ tập quá 100 người tại cùng một thời điểm. Còn tại các khu vực khác của New Zealand, người dân không bị hạn chế tụ tập đông người nhưng vẫn phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng và trên các chuyến bay nội địa. Dự kiến quy định kiểm soát dịch bệnh này sẽ được nới lỏng vào cuối tuần tới nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay. Thật tuyệt khi có thể gặp lại mọi người và cùng nhau trò chuyện. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Mọi người đã cố gắng tuân thủ các biện pháp trong một tuần qua. Và bây giờ tôi có thể đi ra ngoài và đón sinh nhật của mình cùng với vợ. Điều đó thật tuyệt. Bộ Y tế New Zealand cho biết tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, nhưng không vì thế mà người dân chủ quan trong công tác phòng dịch. Bộ này cũng yêu cầu người dân đề cao cảnh giác và ngay lập tức đi xét nghiệm nếu phát hiện bất cứ triệu chứng bất thường nào.